chào các bạn, hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn học tục ngữ trong tiếng Anh. Đó, tục ngữ trong tiếng Anh rất là hay luôn, mình sẽ ghi những câu tục ngữ quen thuộc ra. Các bạn cố gắng, các bạn ghi vào của mình nha và học cố gắng học, tại vì nó áp dụng thực tế rất là nhiều. Bây giờ mình sẽ đến với câu ngữ thứ nhất. Đây, chúng ta có câu này. Câu này đó là You can't miss the boat. You can't miss the boat. You can't miss the boat. Đó. Câu này nếu mà dịch đến nghĩa đen đó là bạn không thể nhớ chuyến xe buýt. Nhưng mà thực tế nó không phải như vậy, mà phải nói là hãy nắm bắt lấy cơ hội. Hãy nắm bắt lấy cơ hội. Câu này nhá. You can't miss the boat. Hãy nắm bắt lấy cơ hội. Đó. Đó, các bạn thấy nghĩa hoàn toàn khác nhau không? You can't miss the boat. Hãy nắm bắt lấy cơ hội. Hãy nắm bắt lấy cơ hội. Đó. Bây giờ mình sẽ đến với câu tiếp theo nhé. Đây, first come, first serve. First come, first serve. Câu này, đầu tiên đến đầu tiên dịch vụ. First come, first serve. Này đúng ra này, cho nó dịch như này này, come first trước và serve trước, có nghĩa là đến trước, phục vụ trước. Ở bạn dịch chưa? Đây là first come, nó là một cái này, first come đến trước này, đến đầu tiên nhá, đến đầu tiên, first serve phục vụ đầu tiên, chúng ta sẽ có first come, first serve. Các bạn dễ nhớ hơn, đó là first come, first serve, first come đến đầu tiên. First serve phục vụ đầu tiên, chúng ta sẽ nói là đến trước phục vụ trước. Đó, câu này có nghĩa là như vậy, hoặc là đến trước có trước. Đó, các bạn cũng ghi nhớ cái câu này vào nha, câu này rất hay này, first come first serve, cũng rất là dễ nhớ luôn, mình sẽ đến với câu tiếp theo. Câu này cũng được sử dụng rất nhiều luôn. Ok, chúng ta có câu này. Like father, like son. Like father, like son. Giống cha, giống con. Đó. Thực tế thì khi mà các bạn đọc câu này ấy, thì các bạn sẽ phải hiểu nó là cha nào con đấy nhá. Ở người Việt Nam mình có câu như này, nó là rau nào sâu ấy nữa. Đó. Cha nào con ấy, rau nào sâu ấy. Đó, hoặc là hổ phụ sinh hổ tử, đó là chỉ những cái điều giống nhau. Đó. Đó, tiếp theo mình câu này nữa. Thank you.
I bet. Is it of I bet? Is it of I bet? Câu này, công nhận này có nghĩa là gì? Đó. The tip. Tip là cái nổi bật này, nổi bật này. Is the tip. Nó là nổi bật của cái gì? Của cái gì? I bet. I bet. I bet đây có nghĩa là tảng băng nhá, tảng băng. Nó là nổi bật của tảng băng à? Thực tế nó không phải như vậy, nó không phải như vậy. Mà cái câu này ấy, câu này cái câu mà is the tip of the I bet. Đó, is the tip of the I bet. Câu này có nghĩa là gì? Theo các bạn đoán ra nghĩa là gì? Nổi bật tảng băng, nổi bật tảng băng. Đó, câu này có nghĩa là đó chỉ là bề nổi của tảng băng, đó chỉ là bề nổi của tảng băng. Đó. Đó, khi mà chúng ta muốn nói đó chỉ là bề nổi của tảng băng ấy, đó. Thì chúng ta sẽ nói là it's the tip of the iceberg. Các bạn theo dõi những video tiếp theo của mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại.